Đã từ bao đời, các Phật tử thập phương và con dân nước Việt hành hương về Yên Tử, di sản văn hóa quốc gia đặc biệt, nơi phát tích của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, với bản sắc Việt do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Nơi này cũng là điểm tựa tinh thần từ nguồn cội, thanh lọc thân tâm và mỗi người đến đây dường như đều được tiếp thêm năng lượng từ ngọn núi linh thiêng. Từ đầu năm 2018, Cung Văn hóa Trúc Lâm do Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm đầu tư và xây dựng đã được đi vào khai thác và hoạt động với nhiều các hạng mục công trình chính như Cổng Khai Tâm, Gương Thiền, Quảng trường Minh Tâm, Làng Hành Hương, Điện Trúc Lâm và đặc biệt là khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử. Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử nằm ở vị trí bên phải ngay cạnh Quảng trường Minh Tâm với lối kiến trúc mang bản sắc văn hóa, hồn Việt nét Trần. Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử được xây dựng với 133 phòng do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Bill Bensley thiết kế. Lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam, kế thừa di sản văn hóa nhà Trần thế kỷ 13 và tinh hoa của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Legacy Yên Tử được xây dựng bằng những vật liệu và kỹ thuật truyền thống như gỗ, đá, đồng, gốm. Quần thể đặc biệt này mang nhiều sản phẩm trang trí nội thất làm bằng tay với nguyên vật liệu được sản xuất theo phương thức truyền thống, tạo không gian hài hòa với tổng thể. Từng chi tiết đều được thiết kế và gia công vô cùng tỉ mỉ và gần gũi với cuộc sống đời thường. Kiến trúc Trần thì nó đặc biệt, nó rất là khỏe, rất là mạnh, và cái đầu đao của Trần nó chỉ nhô ra một chút. Rồi cái cửa vòm thì ở đây nói chung cái tổng thể cho người ta thấy rằng là đó, về mặt kiến trúc và với cái mỹ thuật thì nó đã làm được cái nhiệm vụ đấy. Mang tinh thần Việt và của Trần. Thì đấy là một cái thành công của cái kiến trúc khu vực này. Ở đây tôi cho rằng là đây là một cái khu vực mà cũng là lần đầu tiên để tìm lại quá khứ và đã xây dựng được từ những cái mảnh vỡ đó mà cho người ta có một cái cảm nhận về cái phong cách thời Trần. Đây là một cái hoạt động, một cái công trình mà nó phát huy các cái giá trị của thiền học. Mọi người đến đây sẽ nhìn thấy cái yếu tố di sản văn hóa nó chứa đựng ở trong từng cái thành tố kiến trúc. Và đâu đó chúng ta thấy được phảng phất cái tinh thần của Trần Nhân Tông, cái tinh thần của Trúc Lâm, của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Du khách khi đến Legacy Yên Tử như được hòa mình vào không gian sống của 700 năm về trước. Đây là công trình khá độc đáo, nằm trong quần thể của Cung Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử. Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử đánh thức du khách bằng thế giới quan tự khám phá bản thân, chiêm nghiệm và biến đổi trong đời sống tâm linh. Đến đây, bạn sẽ không chỉ bất ngờ bởi vẻ đẹp tinh tế, thuần Việt của công trình này, mà còn bởi nơi đây đang tạo ra những giá trị mới cho danh thắng Yên Tử với những trải nghiệm mới trên chặng đường hành hương của mỗi du khách.